Tối ngày 3 tháng 10, nước lũ trên dòng suối Hùi Giảng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vẫn đang chảy xiết chưa có dấu hiệu rút. Trong khi đó, nhiều nhà dân vẫn bị nước lũ chảy băng qua nhà, chưa thể ở. Hàng chục căn nhà ở xã Tây Sơn, xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén đang bị nhiều mét khối đất đá vùi lấp dù cả ngày hôm nay họ đã cùng cơ quan chức năng cào bới, dọn dẹp đất đá. Đêm nay, người dân vẫn chưa thể ở trong những căn nhà bị ngập bùn đất. Bản Sơn Hà của xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An là một trong bản bị thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều nhà cửa, tài sản của bà con đồng bào dân tộc Mông ở nơi này đã bị trôi phăng theo dòng nước lũ. Gia đình chị và y dở, 19 tuổi, thuộc diện chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét vừa qua. Căn nhà nhỏ của chị dở nằm bên bờ suối đã bị cuốn phăng sau cơn lũ dữ kèm theo nhiều tài sản có giá trị khác. Đau đớn hơn, cơn lũ dữ lúc rạng sáng đã cướp đi con gái đầu lòng chỉ mới 4 tháng tuổi của vợ chồng chị. Trong tiếng nấc nghẹn đau thương, chị dở nhớ lại, rạng sáng ngày 2 tháng 10, mưa đổ về dồn dập nên người dân trong bản đều lo lắng không dám ngủ. Sợ nước lên cao, người dân tranh thủ giúp nhau kê cao các tài sản, đồ điện tử để tránh bị thiệt hại. Vì chồng đi làm xa, con gái 4 tháng tuổi đang ngủ nên chị dở đành phải nhờ đứa cháu họ canh giúp để vừa dọn đồ vừa giúp những người xung quanh. Nước nhiều lần lên rồi lại ngừng, chị dở cũng tiếp tục dọn dẹp đồ đạc. Đến khi nước lũ bất ngờ ồ ạt ào về cuốn cả căn nhà, chị dở không kịp trở tay. 3 giờ sáng thì nước lũ tràn về ồ ạt, em cứ nghĩ cháu đã đưa con gái đi lánh nạn ở nơi khác rồi. Chỉ ít phút sau, căn nhà của em cũng bị dòng nước lũ ập vào rồi cuốn trôi hết cả nhà. Em không ngờ là cháu trai và con gái của em đều đang ở trong nhà nên cũng bị lũ cuốn trôi. Cháu trai thì may mắn thoát lên được, còn con của em thì bị cuốn trôi luôn, chị dở khóc nghẹn kể. Trong tiếng nghẹn ngào, chị dở tâm sự chị mới cưới chồng được hơn 1 năm. Nhà hoàn cảnh khó khăn nên chồng phải vào tận miền Nam làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Nghe tin con gái gặp nạn, chồng chị dở đã lập tức bắt xe về nhà để chịu tang con. Sau khi con gái bị lũ cuốn trôi, cơ quan chức năng cùng người dân đã lập tức đi tìm kiếm. Ít giờ đồng hồ sau, mọi người đau xót tìm thấy cháu bé đã tử vong, bị vùi lấp cách nhà khoảng 60 mét. Sau khi tìm thấy thi thể cháu bé, chính quyền địa phương cùng bà con dân bản đã hỗ trợ chị dở chôn cất con gái xấu số.